Không ăn. Chị mua gì chị? Chị mua khoai. Ăn liền. Còn không còn nhiều không khoai? Còn nè, mình quá tràn đi. Hôm nay là hết đúng không? Chỗ này là hết rồi. Chỗ này nữa hết. Chị Loan chưa chưa ăn mừng nút bạc đâu nha. Chị Loan lặn chảnh hoài luôn á. Chị Loan ơi, sau lưng chị Loan có cái gì á? Sau lưng có cái gì á chị Loan? Nút bạc sau lưng chị Loan kìa cả nhà. Rất là sáng luôn. Dạ, xin chào cô chú anh chị nha. Dạ, tặng lên cho chị Hồng Lan đang ngồi chết đơn cùng với anh Thành Mỹ. Chú Chánh và anh Khoa thì đang gói hàng nha cả nhà. Đây là quang cảnh buổi sáng sớm nha. Wow, chú Chánh đang gói thùng hàng rất là lớn, rất tứa. Ship đi cho khách nha cả nhà ơi. Hôm qua chị Hồng Loan live stream khoe cái nút bạc với treo Vũ Linh đấy cả nhà. Đây cái nút bạc đây cả nhà, chị Hồng Loan treo sau lưng đây. Đó. Rất đẹp luôn nha cả nhà ơi. Hôm qua chị Loan cũng có live trên TikTok và bán những mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa. Chị Hồng Loan cũng cảm ơn với cô chú anh chị này, cảm ơn anh Nguyễn Vũ này, cũng như là cảm ơn công ty Bob đã hỗ trợ chị Loan để nhận được cái nút bạc trong thời gian rất ngắn là 2 tháng trời. Hôm qua chị Hồng Loan khóc rất là nhiều khi mà khoe nút bạc với cha đấy cả nhà. Đó. Thì tối ngày hôm qua chị cũng đi, cũng bay rồi cả nhà, bay qua Đài Loan xử lý công việc rồi. Nhìn cách ngồi của chị Hồng Loan rất là dạng dị, rất là dễ thương nha cả nhà. Đó cả nhà ơi. Rồi là hôm nay đó lại cứu hết 5 tấn khoai lang rồi nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Mấy ngày qua đã chung tay cùng với chị Hồng Loan giải cứu khoai lang. Thì hôm qua chị Loan cũng lên mộ thăm cha, cũng như là mang hình như là 150 kg khoai đấy cả nhà, mang tặng anh em YouTuber cũng như là cho bên quản lý hoa viên đấy cả nhà. Một tình cảm rất là đẹp luôn. Khi mà chị Loan có bất cứ thứ gì, món quà gì của khán giả đều chia sẻ cho anh em YouTuber, chia sẻ cho những người xung quanh. Thì mấy bữa trước thì chị Bình Tinh cũng mua 100 kg khoai gửi cho chị Hồng Loan để phát cho mấy cô bán vé số cũng như là mấy cô chú nghèo khổ đi ngang qua đây này cả nhà. Rồi cũng gửi tặng cho chị Trâm Anh Lên Tí 100 kg khoai để gửi cho các con nghèo xóm nhà chị Bích Trâm đó. Nay hết khoai rồi đúng không chị? Loan đang tập trung. Loan đang chốt khoai đây. Loan chống cằm nhìn thấy cơn quá ha cả nhà. Thank you.
chị Loan dễ thương cho cả nhà. Không ăn. Để mua gì chị? Chị mua khoai. Ăn liền. Còn nó còn nhiều không khoai? Còn nè, mình quá chèn đi. Hôm nay là hết đúng không? Chỗ này là hết rồi. Chỗ này nữa hả? Chị Loan chưa chưa ăn mừng nút bạc đâu nha. Chị Loan lạnh chảnh hoài luôn đó. Chị Loan ơi, sau lưng chị Loan có cái gì á? Sau lưng có cái gì á chị Loan? Nút bạc sau lưng chị Loan kìa cả nhà, rất là sáng luôn. Ủa, khách này chị ơi. Sớm rất là vui luôn cả nhà. Khoai, khoai đúng là trùng tên ghê luôn á. Khoai ha. Khoai lang. Khoai lang hả? Anh thích ăn khoai tây. Anh sẵn chưa? Wow, anh chế vậy hả Khoa? Cảm ơn chú nha. Dạ, anh chào chú ạ. Fan mà. Dạ, fan của chị Loan ạ. Dạ. Fan của chị Hồng Loan nha. Chú có mới lên tiếng fan đó. Trời, đi giao hàng hả? Hôm qua nghe chị Loan chia sẻ là xưởng cũng cháy hết hàng là xưởng rồi. Không, lâu rồi. Bên trong này có một chị gái mới nha cả nhà ơi. Đó. Chú Chánh thì đang không phải chú nó mà là cô nha, cô đang đóng hàng. Khoa chỉ còn bằng vầy nữa thôi là hết nha cả nhà, cũng không còn nhiều đâu, chỉ còn khoảng chỗ này khoảng chắc 100 kg là cùng à, 100 kg thôi. Nhưng mà nghe nói là có đơn hết rồi nha cả nhà, có đơn hết rồi. Trong sáng hôm nay là việc đi giao thôi nha. Đó. Thôi để em để lo lo thôi. Cúc bạc rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó. Cảm ơn chú ha. Chú mà đã mua hàng á cả nhà, có chào em chào lại chú á. Chú là hàng xóm của chị Loan mấy năm nay luôn đấy cả nhà. Lâu lâu cũng ghé thăm mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan. Đó cả nhà. Chị Ni thì cũng đi rồi cả nhà. Ý là đi công việc ở Đài Loan rồi. Hôm qua có một vài trang Facebook truyền tay nhau về gia tài khủng của chị Ni. Những cái chiếc vòng mà chị Ni đeo cả nhà cũng hơn 1 tỷ 8 luôn á, 1 tỷ 8 nha cả nhà. Wow, mà chị Ni trước giờ không có kiêu căng, không có khoe của gì cả. Người ta đeo như vậy đó mà có ai kia có một chút tiệm vàng, có một chút gia tài, ba cái xe hơi gì đó. Đó, chị Ni là đi ké xe rồi ở đầu đường 6 chợ. Thì thật sự một sự gọi là bức xúc khi mà nói chị Ni như vậy ha. Đó cả nhà. Thì sáng nay chị Phương Lê cũng lên một bài viết đáp trả gần mặt chị Miner nhà ta rất là hay luôn đấy cả nhà. Tại vì chị Miner nói chị Phương Lê là lấy chồng giàu ấy cả nhà, lợi dụng chồng giàu. Bài viết rất là hay. Hiện tại chị Miner cũng đang lên clip này cả nhà. Hiện tại đang lên clip luôn này cả nhà. Cách đây 14 phút thôi đang lên clip về Miner 1981 này. Lên giận mặt chị ta một trận đấy cả nhà. Đây chị Phương Lê có một bài viết là Miner ơi sức khỏe ổn chứ, sao nói như sợ không kịp hết giờ vậy. Miner mày lên đi khám cái đầu lại. Chị lấy chồng là vì chồng chị thông minh, phong độ, giàu. Chị khoái chị lấy chứ cắn đánh đổi. Như mòm em nói đâu, em nhiều chuyện xấu chị bịa đặt. Coi chừng con chị nhẹ nước miếng vào mặt em nha. Em lấy chồng già, lấy chồng ai già, cầm cái mồm lại. Không động tới cha của con tao nha. Mít nơ anh nói gì
chị Trắng chứ ăn gì mà già vậy. Sinh năm 1981 đó cả nhà. Ăn gì chị Phương Lê Trắng xe chứ ăn kiểu gì mà sinh năm 1981 mà giống như 7 mấy luôn đấy cả nhà, rất là già ha. Rồi nói chị Phương Lê là do lấy chồng già, chồng giàu, lợi dụng chồng giàu để có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Đó, chị cũng đang live stream. Chị đáp trẻ, chị Miner nhà ta đó. Mình mang tiếng là một hoa hậu, doanh nhân thì mình làm sao để có tiếng rồi để người ta tôn trọng, chứ không phải nói ra để người ta phỉ nước miếng vô mặt ha. Nhục nhã lắm cả nhà. Đó cả nhà. Vậy thôi em kết thúc clip tại đây nha. Cả nhà nhớ ủng hộ đăng ký cho kênh TT Food Travel nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chào tạm biệt cả nhà nha.